Bảo vật quốc gia, chuông Nhật Tảo. Chuông được làm bằng chất liệu đồng, có niên đại thế kỷ thứ 10. Chuông có kích thước cao 32cm, đường kính miệng 19cm, cao quay chuông 7cm và trọng lượng 6kg. Chuông được đúc theo lối thượng thu hạ thách, có nghĩa là trên thon, dưới nở. Quay chuông đúc nối đuôi thú, giống như ly thủ, đấu lưng vào nhau, uống công tạo thành núm treo chuông. Thú có đầu to, mắt lồi, hai sừng thắng, bờm ôm sát đầu, thân có vẫy, hai chân và miệng ngậm tỳ xuống đỉnh chuông tạo thế vững chắc cho quai chuông. Chõm quai tạo hình núm tròn dẹt, nhô lên, nhưng không phải là hồ lô như trên các quai chuông sau này. Đỉnh chuông bằng, vai xuôi, thân hình trụ, miệng loe có gờ, thành chuông dày. Thân chuông được phân cách bởi 5 đường đúc nổi ngang dọc, tạo thành 8 ô. Phần trên là 4 ô hình thang đứng, phần dưới là 4 ô hình chữ nhật. Nằm giữa 5 đường đúc nối nêu trên là 4 núm gõ để đánh chuông, núm tròn, tạo hình bông hoa nở. Xung quanh có 12 cánh hoa, phần trên của mặt ngoài chuông khắc chìm chữ Hán, theo lối chữ chân còn khá rõ, phủ kín cả 4 ô hình thang và khoảng trống giữa những đường đúc dọc, gồm 27 cột và 211 chữ. Chuông Nhật Tảo là cổ vật độc bản, được xem là quả chuông duy nhất ở thế kỷ thứ 10 được phát hiện cho đến ngày nay ở Việt Nam. Bài minh trên chuông có thể coi là một trong những sử liệu chữ viết sớm nhất của thời kỳ tự chủ trong lịch sử dân tộc được biết cho đến nay. Chuông có hình dáng độc đáo, khác biệt so với các chuông chùa đã biết. Họa tiết trang trí trên chuông thể hiện đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc và kỹ thuật đúc đồng thời bấy giờ. Minh văn trên chuông là nguồn sử liệu cho việc tìm hiểu xã hội người Việt thời tự chủ, giúp việc nghiên cứu lịch sử làng xã, tôn giáo của người Việt thế kỷ thứ 10. Đây là hiện vật đầu tiên và duy nhất được biết cho đến ngày nay thể hiện mối quan hệ song hành giữa đạo giáo và Phật giáo, làm cơ sở cho việc hình thành tư tưởng đạo, Phật, Nho cùng đồng hành trong đời sống tâm linh của người Việt thời Lý, Trần. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ để lại một like và một lượt đăng ký kênh để theo dõi những thông tin hay về cổ vật nhé.